Thưa quý vị và các bạn, Lạng Sơn và Cao Bằng luôn là hai địa phương có đóng góp tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với vai trò cửa ngõ thông thương quốc tế quan trọng, mới đây, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương cùng hai tỉnh thực hiện dự án triển khai xây dựng khu trung chuyển hàng hóa, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa xuất khẩu, tránh việc hàng nông sản bị ép giá, giảm chất lượng khi chờ thông quan xuất khẩu. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc xây dựng khu trung chuyển hàng hóa tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như tiếp cận, đóng gói, bảo quản, làm thủ tục kiểm dịch, thông quan v.v. Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đã nhanh chóng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cùng các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng khu trung chuyển hàng hóa. Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, kim ngạch xuất khẩu qua tỉnh đã tăng dần từng năm và đạt mức độ tương đối cao, ổn định. Ước 9 tháng đầu năm 2015 đạt 2,850 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2009, tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng khu trung chuyển hàng hóa với tổng diện tích trên 143 ha. Trên cơ sở đó, năm 2010, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng công ty xây dựng và phát triển đô thị Indico tiến hành giải phóng mặt bằng. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cũng đầu tư cơ bản với tổng mức đầu tư là 986 tỷ đồng. Việc Chính phủ đồng ý xây dựng khu trung chuyển hàng hóa sẽ là động lực để Lạng Sơn đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để xây dựng khu trung chuyển. Các cái doanh nghiệp mà cũng đã đóng góp hết sức tích cực vào việc đầu tư hệ thống họ rồi bến bãi ở các cửa khẩu của địa bàn Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn là xác định một cái khu vực khoảng độ 50 ha để xây dựng một cái khu kiểm hóa. Cho tới bây giờ thì các cái hạ tầng đó của các nhà đầu tư mới tạm phục vụ cho cái lưu lượng xuất nhập khẩu. Thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là để đẩy nhanh cái xuất nhập khẩu là phải có hệ thống kho tàng bến bãi. Với tỉnh Cao Bằng, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh là hai nơi hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời kỳ Việt Nam hội nhập sâu rộng như hiện nay, những cửa khẩu này sẽ là tuyến giao thông đường bộ quốc tế từ Trung Quốc sang các nước ASEAN trong tương lai. Do đó, việc xây dựng khu trung chuyển hàng hóa tại Cao Bằng gắn với trung tâm giao dịch thương mại quốc tế được đánh giá là rất cần thiết trong việc thông quan hàng hóa của Việt Nam và các nước trong khu vực. Và thành phố Bách Sắc là thành phố cung cấp 30% lượng hàng nông sản, hải sản cho thành phố Bắc Kinh và các thành phố Đông Bắc Trung Quốc. Đấy, cái lượng hàng rất lớn và hàng này ở thành phố Bách Sắc là có một chuyến tàu chở hàng đông lạnh chạy từ Bách Sắc đi Bắc Kinh chở hàng tươi sống. Do vậy là hiện tại thì phía bạn nó cũng cùng có bàn với thành phố Đông Bắc, các bạn đầu tư một khu trung chuyển tại Cao Bằng để sau khi có giấy phép của chính phủ thì hai bên sẽ liên thông hai cái khu trung chuyển đó bằng một cái cơ chế chung kiểm tra hải quan một lần. Dự kiến vốn đầu tư của dự án khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn vào khoảng 1.000 tỷ đồng và tại Cao Bằng dự kiến khoảng 700 tỷ đồng. Do đó, Cao Bằng và Lạng Sơn đều mong muốn Chính phủ có giải pháp đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông để tạo kích thích cho các doanh nghiệp đầu tư vào các hạng mục phục vụ cho việc kinh doanh. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương nhất trí việc thành lập hai khu trung chuyển hàng hóa đầu tiên của Việt Nam tại Lạng Sơn và Cao Bằng, chia sẻ những băn khoăn về thách thức cơ chế hoạt động khu trung chuyển. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, Bộ Công Thương sẽ giao Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối phối hợp với Sở Công Thương Lạng Sơn và Cao Bằng triển khai dự án, đồng thời sớm xây dựng đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, hỗ trợ địa phương một cách tốt nhất. Chúng tôi rất cần là ngoài những cái nội dung cụ thể của đề án liên quan đến tính cấp thiết, nhu cầu cũng như là những nội dung lớn và tính khả thi của đề án. Và nếu là được trung chuyển thì ta sẽ có rất nhiều điều kiện để tiếp tục cải thiện cái chất lượng của cái thương mại, trong công thương, các đầu tư, tài chính, giao thông vận tải và các cơ quan cũng đã thống nhất giao cho các đơn vị tổng hợp của hai bên, của tỉnh cũng của bộ tiếp tục là phối hợp làm việc và có cái báo cáo với Chính phủ để cùng tỉnh khôi phục và triển khai trong thời gian tới. Có thể nói việc xây dựng khu trung chuyển hàng hóa là rất cần thiết và có tính khả thi cao, khi triển khai thực hiện sẽ chắc chắn đem lại hiệu quả cao cho Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, thúc đẩy thông thương thuận lợi. Ngoài những hiệu quả về mặt kinh tế thương mại thì các hoạt động giao thương còn có đóng góp lớn vào vấn đề an ninh biên giới cũng như phát triển thương mại biên giới.